Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình làm clip này cũng thứ nhất là chia sẻ với anh em nha. Những anh em mà xài cưa biết thì mình không nói, còn mấy anh em mà mượn máy của người ta nếu mình không biết thì mình vô mình hỏi nha. Hoặc là mình muốn vệ sinh đồ cái gì á thì mình làm ơn người mình lấy xăng rồi mình rửa ráy rồi thôi nha, chứ đừng tuyệt đối đừng có chơi như tình trạng của em này nha. Cái máy anh em nhìn vậy là đánh giá được con máy rồi ha, máy cũ anh em nhìn biết nha. Đó, nó là siêu vip luôn, mà giờ đi hết rồi, chuẩn bị mổ xẻ. Đây nguyên nhân mổ xẻ là đây, lần đầu tiên có mặt trong lịch sử luôn anh em. Xăng pha với lại nước lạnh đổ vô xài chứ không phải pha nhớt. Nói là xăng, nói là máy hai thì là xăng pha nhớt, còn này là xăng pha với nước lạnh đổ vô. Mà cái mùi này hình như là cũng không phải là xăng luôn mà dầu lửa nha anh em, dầu maru á, dầu chạy xe tải á đó. Hai thứ trộn chung với nước lạnh đó, anh em thấy cái màn nước nó nổi lên không đó, xăng pha với nước lạnh đổ vô chạy, rồi dẫn đến tình trạng là lồng dên đi sạch nha anh em, cháy hết luôn rồi. Đó, bức phiêu. Rồi giờ chuẩn bị mẫu xẻ em nó ra, thay sạch xanh xanh luôn, đồng bạc tông dính cứng ngắc luôn rồi, không có còn kéo đi được miếng nào nữa hết á. Cựa gà mà còn luôn là biết cái máy nó chắc cỡ nào rồi, mà xài tào lao mía lao, mượn máy của người ta rồi về xài vậy nè. Chia sẻ gửi đến với anh em nha, nữa làm ơn có xài máy thì cái xăng pha nhớt nha, đừng có làm xăng pha nước lạnh nha. Giống tình trạng này là em cũng bó tay luôn, đem ra em nhức đầu luôn anh em. Đó, xăng pha với nước lạnh rồi ok, em chỉ gửi gắm nhiêu đó thôi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, từ đó giờ xăng pha nhớt thì có mới nghe xăng pha nước lạnh luôn á, mà lần đầu tiên là có người xài gì luôn á. Rồi, thank you anh em, bye bye, chào tạm biệt anh em, gặp lại anh em vào clip sau, ok, bye bye.